Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gọi tắt là nCoV đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh nCoV chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra phải tiếp tục được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là nêu cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân. Các địa phương phải chủ động tiến hành ngay việc phun thuốc khử trùng tại các cơ quan, đơn vị trường học, đặc biệt thực hiện việc rút giấy phép kinh doanh đối với các quầy thuốc, hiệu thuốc, đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang và tư trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị bưu chính không nhận gửi bưu phẩm là khẩu trang, nước sát trùng ra nước ngoài. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm xuyên suốt từ cấp tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ngành y tế tổ chức tập huấn cho đội ngũ y tế thôn để tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở, rà soát bổ sung các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, biên soạn tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.